Hay, chào tất cả các bạn. Hôm nay làm xong cũng hơi sớm, cho nên bây giờ mình ra đây mình cho các bạn coi cái hình ảnh. Cái chỗ này cũng là quen thuộc với các bạn lắm đó. Cái chỗ này là mùa hè mình hay ra đây mình hái cherry nè. Mà hôm nay trời nắng cho nên mấy cái bông dại nó nở đẹp lắm các bạn. Mình cho các bạn coi nha. Đây nè. Bông này các bạn, cái bông này là ở đây nè, có một số người họ cắt cái đào cái rễ lên á. Cái bông này là cái bông bồ công anh đó các bạn. Thì cái này mình nghe nhiều người nói là mình cũng có thể mình đào cái gốc lên rồi mình rửa sạch hoặc là cái lá để mình làm trà uống các bạn. Ngoài ra có một cái bông trắng rất là đẹp. Bên đây mấy cái bông dài nó mọc rất là tự nhiên, rất là đẹp các bạn. Còn đây là cái táo, bạn thấy không, cái này mình đã quay trước đây cho các bạn coi rồi, lúc đó nó có rất nhiều trái. Bông táo nó là như vậy đây đó. Tí nữa mình sẽ cho các bạn ra coi cái cây cherry nha. Cái cây cherry lúc mà nó ra bông như thế nào, trắng tinh như một cây luôn. Bạn biết không, cái cây nó ra bông á mà trắng nguyên quả cây, không thấy lá đâu á các bạn. Đây là cây cherry nha, bông cherry nó là như vậy đây nè. Trắng nguyên cây luôn các bạn. Bây giờ chỉ thấy mấy cái lá non thôi. Còn bên đây là cái táo. Bây giờ mấy hôm nay có nắng là cho nên nó chuẩn bị là nó ra nụ ra bông. Chừng cỡ tháng 7 tháng 8 là có trái rồi. Nếu mà năm nay mùa hè mà nóng như năm vừa rồi thì cái cây cherry nó sẽ ra trái rất là nhanh. Thường thường đến tháng 7, tháng 8 mới có cherry, nhưng mà năm ngoái là tháng 6 là đã gần hết rồi. Các bạn biết không, cái lá này nè, cái lá của cây bồ công anh này nè các bạn. Mình có thể mình làm salad ăn cũng được các bạn. Cái lá này nè đó. Đây có một bông, mình nghĩ chắc là tên là bông cúc rồi. Bạn nào biết cái tên của bông màu trắng nhỏ nhỏ bên dưới thì comment cho mình biết nha. Mình cũng không biết tên nó là gì nữa. Rất là nhiều bông. Còn bên này cũng là cây táo, bông không. Ở đây cũng có một cái bông nhìn nữa nè. Bông này là nó mọc tự nhiên á các bạn. Ở đây vào mùa hè nó có một cái cây mà ở đây người Việt Nam mình hay gọi là đặt tên cho nó là cây mai, bởi vì
cái cây nó có cái lá màu vàng mà có đến mùa hè các bạn, là nó ra nhiều lắm, nó ra nguyên một cây vàng khè luôn. Đây nè. Cứ đến mùa hè là nó ra vàng á, một cây vậy đó. Còn đây là một cái cây bông gì mình không biết nữa. Đây cũng là một cây cherry, nhưng mà cây này thì lại giống nó khác. Cái cây bên này thì là một giống màu đen, cherry mà màu tím đen. Còn cây bên này là nó là màu hồng. Bên này nó cũng có một cây mai. Cây mai nữa nè các bạn. Tí nữa mình đi về mình sẽ ghé một chỗ mình quay cho các bạn coi cái nguyên một cánh đồng luôn, nó có cái bông mà nó gọi là, bên đây nó gọi là raps, để mà là cái cây để làm dầu ăn hoặc là làm bơ đó các bạn, bơ thực vật á. Bông đẹp quá các bạn. Đây cũng có một cái bụi bông mà mình không biết bông này bông gì. Bông này là của Camun người ta trồng. Còn đây cũng là một cái cây này, cây bông nhưng mà một bụi luôn, mình không biết nó là bông gì. Giờ mình đang trên đường đi về thì các bạn có thấy là xung quanh đường là cây cối đã bắt đầu nó xanh chưa các bạn, tại vì sắp sửa vào mùa hè rồi đó. Trên này các bạn thấy không, vàng thiệt là vàng đúng không. Còn bên đây là người ta trồng, mình nghe nói là trồng bắp, mà không biết bắp này bắp cho bò ăn hay cho người ăn nữa. Các bạn, hồi nãy mình nói mình sẽ đi ra một chỗ cho các bạn coi những cái cây mà nó tên là, nó gọi là rapeseed các bạn, để làm dầu ăn á. Bây giờ mình cho các bạn coi nè, cái cây nó coi như thế này, rất là vàng, nó ra bông vàng úm à. Rất là đẹp các bạn. Mình có nghe một số người bạn Việt Nam nói cái cây này nè các bạn, khi mà còn non á, mình có thể cái đọt của nó mình có thể ăn được các bạn, mình có thể nấu mình xào mình ăn được. Đến mùa hè các bạn, chừng 1-2 tháng nữa thôi là những cái cây này là nó vàng, rất là vàng rực rỡ luôn. Bây giờ thì vẫn còn một số ít nó đang chưa ra bông. Cái cây này người ta sẽ để nó ra bông vậy, thì không có phải là người ta thu hoạch cái bông này các bạn. Khi mà cái bông nó tàn rồi thì nó sẽ có cái hạt.
cái hạt này khi mà nó thành, nó giống như cái cây á, nó trở thành giống như là khô, thiệt là khô lại, thì lúc đó người nông dân người ta mới thu hoạch. Các bạn thấy không? Đẹp không các bạn? Quá đẹp luôn. Trước mặt các bạn á, là mà các bạn thấy hai bên đường không, đều trống, không có đồng trống, nhưng mà lại không có trồng mùa vụ gì hết. Và con đường này rất là đẹp. Các bạn biết con đường này dẫn đến đâu không? Cái con đường này là dẫn đến cái nhà, đi thẳng luôn là đến nhà của cái ông mà giàu nhất Đan Mạch á, cái ông mà vừa bị mất ba đứa con á. Các bạn rất là tội nghiệp. Tất cả đất hai bên trái bên phải đều là đất của ổng hết á. Thì thật ra trong ổng ở trong một cái lâu đài, nó gọi là Constantine, nhưng mà cái lâu đài này ổng đang xây dựng thêm. Nhưng mà từ lúc mà xảy ra một cái sự việc rất là đáng tiếc như vậy các bạn, xảy ra đối với gia đình người ta đó, cho nên người ta dừng toàn bộ hoạt động luôn các bạn. Đó, hai bên đường có những cái hàng cây rất là đẹp. Cái nhà của ổng là một cái lâu đài nhìn thẳng ra là bờ sông Phá Bành nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn biết không, tất cả công trình xây dựng đều dừng lại hết. Hồi trước đây các bạn biết không, cái con đường này không phải là con đường nó dày đâu, mà thật ra con đường này nằm sát trong nhà ổng, cái ông này hơn. Nhưng mà bởi vì người ta giàu có các bạn, người ta dời nguyên con đường ra khỏi nhà người ta luôn các bạn. Con đường này là con đường mới. Các bạn nhìn phía bên phải nè, cũng là đất trống luôn, không có trồng trọt gì hết, đều là đất của ông này luôn. Và trước mặt của các bạn nhìn phía xa có một cái rừng nho nhỏ, nó sẽ kéo dài khoảng chừng 5 cây số đến cuối đường bên phía tay phải này. Các bạn có một cái rừng rất có rất là nhiều nai, và đó cũng là thuộc sự sở hữu của ông này luôn. Mặt của các bạn là cái con đường này, là cái con đường rất là quen thuộc, mình đi làm ngày nào mình cũng đi qua con đường này hết. Con đường này vào mùa hè, cái khúc này nè các bạn, nó rất là đẹp, bởi vì ở đây có một cái hệ sinh thái rất là đặc biệt và có rất nhiều chim thiên nga bên trời. Những cái quần thể này tập trung ở đây rất là đông, và nó người ta làm một cái con đường đi bộ cho hai bên, mỗi bên kéo dài từ 7 đến 9 km và có rất nhiều người đến đây để đi bộ và đi tập thể dục luôn á luôn các bạn. Và dĩ nhiên những cái nhà cửa mà xung quanh đây á, thì sẽ rất là đắt đỏ, bởi vì nó gần, nó có một cái ưu điểm là nó gần cái bờ hồ. Thôi bây giờ mình tắt camera để về nhà mình bỏ lên YouTube cho các bạn coi nha. Chào các bạn.